cô ngồi đi. Cháu nói đi. Thứ nhất, cô không được phép đưa người lạ về nhà. Đấy là nguyên tắc của gia đình cháu. Chuyện hôm nay cũng là bất khả kháng thôi. Cô xin lỗi, từ sau cô sẽ rút kinh nghiệm. Thứ hai, trong suốt thời gian qua, cô làm rất tệ. Cháu không có nghĩ một việc nào của cô cả. Cô biết cháu có ác cảm với cô, nhưng trong cả quá trình cô làm việc ở nhà cháu, cô đã rất cố gắng. Cô không đáng bị cháu nói như thế đâu. Và đặc biệt, cô luôn tìm cách lấy lòng bố cháu. Cô luôn tỏ ra đáng thương trước mặt của bố cháu. Cháu không chấp nhận cô làm việc trong căn nhà này nữa. Trâm Anh, cháu nói thế là hỗn đấy. Giữa cô và bố cháu, cháu không muốn nghe cô giải thích. Cô lập tức rời khỏi căn nhà này. Ở nhà cô để ý Trâm Anh hơn giúp tôi nhé. Cô đã nhận lời trông nhà và chăm sóc cháu trong khoảng thời gian bố cháu đi công tác, nên cô sẽ không đi đâu cả cho tới khi bố cháu về. Vô ích thôi, cô đừng tưởng bở. Bố cháu thích cô thì cô sẽ được bước chân vào căn nhà này. Cô xin trở thành hoàng hậu chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi. Chị, tự nhiên em thấy lo cho cái mái rứa. Ừ, con bé hiền lành, ra xã hội dễ bị bắt nạt, mà nó nhạy cảm, dễ tổn thương nữa. Chị cũng lo lắm. Alo. Em đừng khóc nhiều thế, không tốt cho con đâu. Ngủ sớm đi em. Vâng, em biết rồi ạ. Đến nơi rồi. Gửi anh trên. Cảm ơn anh nhé. Anh ạ. Cô Trúc. Cảm ơn cô hai ngày vừa rồi đã ở lại đây giúp tôi. Anh cho phép tôi nghỉ việc ngay bây giờ. Có chuyện gì đấy? Tôi gửi lại anh chung chìa khóa. Cô Trúc, thế này là thế nào? Con mời bố uống nước. Bố xin. Cô nói đi, trong lúc tôi đi vắng đã xảy ra chuyện gì? À, không có chuyện gì cả. Chỉ là giờ tôi bận quá nên không thể tiếp tục làm việc ở nhà anh được. Đáng lẽ ra tôi phải báo với anh trước để anh sớm tìm được người thay thế. Nhưng anh thông cảm.
Cảm ơn anh vì khoảng thời gian vừa qua. Số tiền còn nợ tôi sẽ cố gắng sớm thu xếp để gửi lại anh. Thôi, chào hai bố con. Cô chú, từ từ đã. Chỉ là giúp việc thôi mà. Người này nghỉ thì mình thuê người khác. Chào mày. Ở đây. Trong lúc bố không ở nhà, con lại giở trò gì đúng không? Bố đang nghe cô ấy giải thích lý do rồi còn gì. Con chẳng làm gì cả. Vẫn không liên lạc được. Hay là thử gọi điện về cho mẹ cái máy xem. Không được. Chỉ sợ là bác chưa biết chuyện gì. Mình hỏi thì bác lại lo lắng thì sao. Alo, ai đây? Chị Cúc à, em Mai đây. Mai đây à? Mai à, cái con bé này đi đâu bất tâm bất tích để cho bọn chị lo lắng thế à? Em xin lỗi. Thế bây giờ em đang ở đâu? Chị Thuận sắp xếp cho em một nơi ở rất tốt, các chị đừng lo cho em. Không lo làm đáng được. Em có biết ở ngoài xã hội phức tạp lắm không? Mà em làm biết nhiều với chị Thuận mô. Thế bây giờ em đang ở một mình hay em ở với ai? Em ở một mình ạ. Nhưng mà hàng ngày chị Thuận vẫn qua thăm em. Thuận muốn em ở một nơi thoải mái để tiện chăm sóc cho em vào cái thai. Ở đây mọi thứ đều rất tốt. Chỉ có điều em không được liên lạc với mọi người nhiều. Em điện để báo cho các chị yên tâm thôi. Thôi được rồi, chị hiểu. Nhưng nếu có vấn đề gì phải báo cho các chị ngay, nhớ chưa? Vâng. Chị ơi, chị Thuận đến. Em điện cho các chị sau nhá. Biết mẹ con nó vẫn bình an mạnh khỏe là yên tâm rồi. À, chị gọi cho chị Trúc để cho chị ấy yên tâm. Ừ. Đây, em phải cố ăn hết đấy nhá. Từ mai chị đừng tần gà cho em nữa. Em sợ quá. Em ăn có phải cho em đâu. Cho là cho cái thằng cu này này. Ăn đi em. Này, ăn đi cho nóng. À chị ơi, chị đánh chìa khóa nhà cho em chưa ạ? Ừ nhỉ, chị quên mất đấy. Mà em ra ngoài làm gì? Đi lại nguy hiểm lắm. Cần mua cái gì thì chị đã mua cho rồi. Trúc. Chị. Hôm nay được về sớm à? Mà sao không về nhà, gọi chị ra đây làm gì?